Chào cả nhà. Chè đậu đen thì quá quen thuộc với mọi người rồi, ai cũng nấu được. Nhưng mà nấu để tạo nên sự khác biệt một cách tinh tế, ví dụ như là hạt đỗ căng, bọng, bở mềm nhưng mà lại không bị vỡ, và cái nước chè thì không bị sánh đục do bột của đỗ thôi ra trong quá trình nấu, thì hầu như là mọi người rất ít khi để ý. Và cái mẹo để có nồi chè ngon của Ly, trước hết phải là chọn được loại đỗ xanh ngon loại 1. Nếu mà tìm mua được hạt đỗ xanh lòng thì càng tốt, bởi vì hạt đỗ ăn rất là thơm. Thứ hai là dùng baking soda hoặc là thuốc muối chữa dạ dày. Ra bất kỳ hàng thuốc nào hỏi đều có, nó rất là rẻ. Cái này thì dùng như một loại phụ gia thực phẩm, nói chung là an toàn. Và đường thì là đường vàng để chè thơm hơn. Sau khi vo đỗ thì Ly sẽ đun sôi đỗ với nước từ 3 đến 5 phút rồi chắt bỏ cái lớp nước đầu tiên đi. Chế lượt nước mới ngập mặt đỗ vào một đốt ngón tay. À không, một ngón tay. Khi đỗ sôi được một phút thì hạ lửa xuống, sau đó cho vào một chút baking soda. Đun thêm 2 phút nữa thì tắt bếp. Ủ đậu đến khi nước còn hơi ấm ấm. Rồi bật bếp đun sôi trở lại này. Hạ nhỏ lửa, tất nhiên là vẫn hạ nhỏ lửa mức nhỏ nhất. Đun thêm ít phút. Kiểm tra đỗ thấy hạt nở căng, mềm thì chắt cái nước đỗ ra. Cho đường vào xào đỗ vài phút để đường ngấm sâu và hạt đỗ săn lại. Lượng đường và nước các bạn tự điều chỉnh cho phù hợp nhé. Cuối cùng, chút nước đỗ trở lại nồi và tắt bếp. Món chè đỗ đen trong tiềm thức của mình ăn ngon nhất là khi ướp lạnh cùng với hương thơm của vài bông hoa nhài mới hái. Cầu kỳ hơn thì thêm ít dừa nạo cùng vài giọt dầu chuối. Thế là đã quá đủ cho một mùa hè thanh mát rồi. Các bạn thử làm theo cách của mình xem có ưng không nhé. Tạm biệt.